Trường Giang chính thức lên tiếng về tin đồn chia tay Nhã Phương để yêu Sam. Nhiều người bất ngờ với câu trả lời của Trường Giang bởi gần đây anh không xuất hiện cùng Nhã Phương. Mới đây, Trường Giang đã chính thức có câu trả lời về chuyện giữa anh và Nhã Phương gây bão đồn đoán giữa hai người đã rạn nứt tình cảm. Theo đó, người đại diện của nam danh hài cho biết, mối quan hệ giữa Trường Giang và Nhã Phương vẫn rất bình thường, hiện tại cả hai đang có lịch làm việc không trùng nhau nên không xuất hiện cùng nhau. Người đại diện cho biết mối quan hệ giữa Trường Giang và Nhã Phương vẫn hoàn toàn bình thường. Như vậy có thể khẳng định rằng không hề có chuyện Trường Giang đã chia tay Nhã Phương, như nhiều lời đồn đoán của cư dân mạng trong thời gian qua. Đặc biệt, kể từ khi Hot Girl Sam bất ngờ đăng tải những hình ảnh tình cảm giữa cô và Trường Giang lên trang Facebook cá nhân, khiến cho nhiều người đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của cả hai. Đặc biệt, ngoài lời lẽ tình tứ, những bức ảnh tình cảm của Trường Giang và Sam cũng được cô đăng tải một cách thoải mái công khai. Nói về mối quan hệ giữa Trường Giang và Hot Girl Sam, người đại diện của diễn viên hài cho biết, hình ảnh của Trường Giang và Sam là cảnh hậu trường trong phim, không có chuyện họ đang hẹn hò như tin đồn. Trường Giang và Hot Girl Sam hiện cùng đang tham gia một dự án phim sẽ trình chiếu vào dịp Tết. Khi những bức ảnh tình tứ của Sam và Trường Giang được đăng tải, nhiều người tỏ ý thất vọng với việc Trường Giang chia tay Nhã Phương, đã có ảnh tình cảm với người khác. Hot Girl Sam nhanh chóng giải thích, chỉ là phim thôi mà em ơi. Trước đó, Sam cũng có những chia sẻ dễ gây hiểu nhầm cùng Trường Giang. Bức ảnh tình tứ giữa Sam và Trường Giang. Status anh còn yêu em không đăng kèm với hình ảnh của Sam và Trường Giang gây xôn xao cư dân mạng. Tiết lộ từng phá thai theo ý chồng đại gia của bạn thân Ngọc Trinh bị nhà đài cắt khi lên sóng. Sự việc này khiến nhiều người cho rằng đơn vị sản xuất chương trình sợ sẽ lặp lại ồn ào giống câu chuyện của Lê Giang sau ánh hào quang mới đây. Vài ngày qua, đoạn teaser của chương trình Hát Câu Chuyện Tình với sự tham gia của Trang Ngọc Hằng đã gây chú ý lớn trong công chúng khi lần đầu tiên cô tiết lộ từng phá thai đứa con với chồng sắp cưới. Tuy nhiên sau đó cả hai đã hủy hôn. Sự việc này khiến Trang Ngọc Hằng bị ám ảnh suốt 2 năm dài. Cho đến hiện tại cô mới đủ bình tĩnh để chia sẻ cho khán giả hiểu hơn về cuộc sống cũng như những lời đồn thổi đã xảy ra xung quanh cô. Toàn bộ câu chuyện của bạn thân Ngọc Trinh được thông báo sẽ chính thức lên sóng vào ngày 9 tháng 12. Tuy nhiên trong chương trình, câu chuyện gây sốc của Trang Ngọc Hằng không được xuất hiện. Đại diện của người đẹp xác nhận đơn vị sản xuất thông báo phần chia sẻ của cô sẽ bị cắt bỏ. Chia sẻ của Trang Ngọc Hằng bị cắt bỏ không rõ lý do. Trong khi đó, chia sẻ của các khách mời khác như Lý Hương, Chánh Tính vẫn được giữ nguyên nội dung như đã giới thiệu trong teaser. Điều này khiến công chúng đặt nhiều nghi vấn, cho rằng rất có thể đơn vị sản xuất sợ sẽ xảy ra ồn ào ngoài ý muốn như câu chuyện của Lê Giang trong chương trình Xoánh Hào Quang. Tuy nhiên, đến hiện tại, phía đơn vị sản xuất vẫn chưa có bất cứ trả lời gì về sự việc này. Câu chuyện gây sốc của Trang Ngọc Hằng sau khi tung teaser đã được dư luận hết sức quan tâm. Do đó hiện tại mọi người đều chờ đợi câu trả lời từ nhà sản xuất chương trình. Di Phương đã chính thức gửi đơn kiện chương trình Xoánh Hào Quang lên tòa án. Nghệ sĩ Di Phương cho biết đã cùng luật sư gửi đơn kiện Xoánh Hào Quang lên tòa án nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sau lùm xùm với vợ cũ Lê Giang. Thời gian vừa qua ồn ào Lê Giang tố chồng cũ, nghệ sĩ hài Di Phương đánh đập bạo hành dã man đến mức vứt xuống cầu thang tại chương trình Xoánh Hào Quang đã làm dậy sóng dư luận. Khi thấy được những lời chia sẻ của Lê Giang trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Di Phương vô cùng bức xúc cho rằng đó là những lời vô oan. Theo nam danh hài, những thông tin một chiều không chính xác ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ông. Cụ thể Di Phương mất ngủ nhiều đêm, sức khỏe giảm sút, công việc kinh doanh bị tác động xấu. Ông cũng cho biết sau cú sốc này thì phải nhập viện để truyền nước hồi phục sức khỏe do căng thẳng, mất ngủ mấy ngày liền nên tim đập nhanh, tăng huyết áp và suy nhược cơ thể. Lê Giang kể chuyện bị chồng cũ bạo hành ném từ cầu thang xuống đất trong chương trình Xoánh Hào Quang. Dù không muốn làm tổn hại vợ cũ, nhưng nghệ sĩ Di Phương vẫn quyết kiện bởi Lê Giang cũng chỉ là nạn nhân của chương trình, hết tình nghĩa thì cũng phải sòng phẳng với nhau, không thể cứ dẫm bừa lên người khác để lấy tiền. Trách nhiệm phải thuộc về những người sản xuất đưa chương trình ra công luận, ông bức xúc chia sẻ. Nghệ sĩ Di Phương đã gửi đơn kiện đến tòa án. Luật sư của nghệ sĩ Di Phương đã dựa vào Điều 20, 21 Hiến pháp 2013, Điều 34, 38 Bộ luật Dân sự 2015 để khởi kiện và đưa ra 4 yêu cầu trong đơn kiện. Cụ thể, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị sản xuất phải bác bỏ thông tin liên quan đến chuyện cá nhân đời sống riêng tư của Di Phương. Hai đơn vị này xin lỗi và cải chính thông tin,
liên đới thu hồi những sản phẩm báo chí liên quan đến Duy Phương từ chương trình Xoắn Hào Quang, bồi thường thiệt hại uy tín, danh dự và nhân phẩm của Duy Phương. Nghệ sĩ Duy Phương đã bộc bạch chia sẻ sau khi gửi đơn kiện: "Tôi thư kiện không phải để lấy tiền tỷ giàu sang. Tôi chỉ muốn cuộc sống này trong sáng hơn, mọi thông tin phải rõ ràng, không nhập nhằng. Chà dẫm lên nhau như vậy, tôi đang yên ổn nhưng nay lại sụp đổ như vậy, việc này ai phải chịu trách nhiệm?" Hiện Duy Phương đang sống cùng người vợ thứ ba và kinh doanh một quán nhậu ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Kim Lý từng bắt cá hai tay khi vừa công khai yêu Trương Ngọc Ánh, vừa âm thầm yêu á hậu Kiko Jen. Thông tin này đang khiến cho tất cả người hâm mộ của Kim Lý cảm thấy hoang mang. Thời gian gần đây, chuyện tình giữa nam diễn viên Kim Lý và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang gây chú ý cho dư luận. Sau thời gian tình trong như đã, mặt ngoài còn e, cả hai đã cởi mở hơn về mối quan hệ trước truyền thông và liên tục dành cho nhau những lời lẽ yêu thương ngọt ngào trên mạng xã hội. Trong khi chuyện tình của Kim Lý và nữ hoàng giải trí đang nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả, người mẫu Kim Á Hậu Kiko Jen bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về mối tình mật ngọt 2 năm với nam diễn viên. Người đẹp tiết lộ có cuộc tình kéo dài 2 năm với nam diễn viên Kim Lý. Theo chia sẻ của Kiko Jen, mối tình giữa cô và Kim Lý chớm nở vào năm 2015 và kéo dài 2 năm. Trong mối quan hệ này, soái ca họ Lý là người chủ động theo đuổi người đẹp vì đã quá phải lòng. Vì yêu Kim Lý, Kiko Jen quyết định từ bỏ công việc tiếp viên hàng không, khoan thương gia mà hàng ngàn cô gái mơ ước. Cô và người tình đã trải qua 2 năm gắn bó với nhiều kỷ niệm vui buồn. Người đẹp cho biết thêm, cô và Kim Lý chính thức hẹn hò nhưng không chủ động công khai với truyền thông. Dù rất tủi thân vì chỉ là người tình trong bóng tối, song vì yêu và vì tôn trọng tính chất công việc của một ngôi sao, Kiko Jen chọn cách im lặng. "Lúc ấy tôi cũng cảm thấy tủi thân vì quen nhau, yêu nhau, nhưng khi được hỏi, anh ấy lại bảo đang độc thân, vì tôn trọng công việc của anh cho nên tôi chấp nhận", Á Hậu chia sẻ. Mặc dù đã có khoảng thời gian bên nhau mật ngọt, nhưng Á Hậu chia sẻ rằng cuộc tình này vẫn phải đi đến kết thúc chia tay. Lý do được Kiko Jen nhắc đến phần lớn nằm ở phía Kim Lý. "Đó là những lúc chúng tôi không hiểu nhau, những lúc giận hờn. Tôi nhận thấy anh đôi khi vô tâm quá, cũng có lúc lại mắc bệnh ngôi sao. Mà đúng là như vậy, bởi anh là một nghệ sĩ được công chúng biết đến. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn chỉ là cô tiếp viên hàng không với nhiều ước mơ. Những năm tháng quen biết nhau, tôi cũng chịu không ít áp lực từ phía gia đình, đồng nghiệp, cũng như tình cũ của anh. Vì sao ư? Vì chính bản thân tôi chấp nhận và chỉ muốn nhìn về hiện tại. Tôi luôn kiên định với quyết định của mình. Cũng như khi tôi quyết định ra đi, cũng là lúc tôi muốn bản thân mình phải mạnh mẽ và phải thành công hơn nữa", cô tâm sự. Dù đường tình không quá dài, song Kiko Jen tâm sự vẫn không hối hận với quyết định mình đã chọn. Về phía Kim Lý, anh chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về chia sẻ của Kiko Jen. Nhưng đáng nói, nhiều người phát hiện uẩn khúc xoay quanh tình trường của nam diễn viên 34 tuổi. Theo chia sẻ của Kiko Jen, cuộc tình giữa cô và Kim Lý bắt đầu từ năm 2015 và chấm dứt ở thời điểm 2 năm sau đó. Tuy nhiên, đó cũng là khoảng thời gian nam diễn viên hẹn hò với Trương Ngọc Ánh. Cụ thể, Kim Lý công khai tình cảm với mỹ nhân họ Trương vào đầu năm 2015. Mối tình này lớn dần theo thời gian, cho tới khi cả hai không còn ngại ngần sánh đôi hay trao nhau những cử chỉ tình tứ tại nơi đông người. Nhưng đến cuối năm 2016, nam diễn viên chính thức thông báo chia tay bạn gái hơn 7 tuổi. Vì hai cuộc tình diễn ra trùng thời điểm, nên nhiều khán giả nghi ngờ nam chính hương ga bắt cá hai tay. Tuy nhiên, chưa thể vội vàng kết luận, bởi cho tới thời điểm này, thông tin mà Kiko Jen đưa ra vẫn chỉ mang tính chất chia sẻ một chiều, trong khi Kim Lý vẫn hoàn toàn giữ im lặng. Thanh Thảo lên tiếng đáp trả cư dân mạng sau cây để bênh vực Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ Thanh Thảo không ngần ngại bày tỏ thái độ, quan điểm của mình một cách thẳng thắn khi thấy cư dân mạng chê Mỹ Tâm. Tối 10 tháng 12, Mỹ Tâm tiếp tục có buổi biểu diễn giới thiệu về sản phẩm mới album Von 9 và lần này chương trình được diễn ra dành cho khán giả của thủ đô. Người hâm mộ của nữ ca sĩ đã đến địa điểm tổ chức từ rất sớm. Mặc cho thời tiết tại Hà Nội khá lạnh, mọi người vẫn bất chấp chờ đợi cho được giọng ca mà họ yêu mến. Mới đây trên trang cá nhân, Thanh Thảo cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Mỹ Tâm. Đính kèm đoạn clip ghi lại cảnh fan vây kính xe của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ chia sẻ, chỉ có thể là cô ấy xuất sắc quá. Sau khi xem clip Thanh Thảo chia sẻ, phía dưới phần bình luận, rất đông người hâm mộ cũng dành lời khen ngợi cho Mỹ Tâm.
Tuy nhiên một cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng, trời tưởng gì Thanh Thảo mình mới mừng mà ra đón. Đáp lại bình luận đó, Thanh Thảo thẳng thắn trả lời, mỗi người mỗi thần tượng, chị cũng không muốn những người thương mình lại không thích người khác, mà không thích cũng xin đừng comment như thế mà. Khi một người khác chê, Mỹ Tâm hát chẳng có gì xuất sắc cả, khán giả ai du theo phong trào, Thanh Thảo cũng tức giận cho rằng, giọng hát của Mỹ Tâm có học hành và tốt nghiệp trường lớp hẳn hoi đó bạn, và muốn được khán giả ai du như vậy, chắc ít ai lắm. Thanh Thảo lên tiếng khi người hâm mộ của mình không thích và chê bai Mỹ Tâm. Mỹ Tâm và Thanh Thảo là những người bạn thân thiết lâu năm. Không chỉ danh hài Duy Phương, chồng cũ Thanh Hằng cũng muốn kiện Sâu Ánh Hào Quang. Cũng giống danh hài Duy Phương, khi Sâu Ánh Hào Quang số nghệ sĩ Thanh Hằng phát sóng trước hàng triệu khán giả, chồng cũ của cô Đào nổi tiếng cũng đã mất ăn mất ngủ, bức xúc muốn kiện chương trình. Tham gia trong một chương trình talk show do Trấn Thành làm hot, nghệ sĩ Lê Giang đã bật khóc khi nhớ về quãng thời gian từng bị chồng cũ bạo hành. Sau khi tôi sinh xong, chồng tôi xa cơ lỡ vận, ông ấy liên tục giáng xuống cơ thể tôi những trận đòn roi đau đớn. Tôi bị Duy Phương bạo hành và ném từ cầu thang xuống. Sau khi chương trình kết thúc, trên mạng xã hội đã có rất nhiều người lên án nghệ sĩ Duy Phương vũ phu, không yêu thương vợ. Nhiều năm trong nghề, lần đầu tiên Duy Phương hứng chịu bú rìu dư luận dữ dội đến như vậy. Giữa những chỉ trích, hai con của Lê Giang cũng đều lên tiếng bảo vệ cha mình. Vì mang tiếng oan là vũ phu với vợ cũ, Duy Phương bị hàng xóm coi thường, khán giả thì trách móc chửi bới. Nghiêm trọng hơn, sự việc trên còn khiến quán ăn của nam danh hài thất thu suốt nhiều ngày qua. Quá bức xúc, chồng cũ Lê Giang đã có một buổi làm việc với luật sư để tìm ra phương án khởi kiện ekip của chương trình. Câu chuyện của danh hài Lê Giang cũng tương tự như tập phát sóng về nghệ sĩ Thanh Hằng, cũng trong chương trình Sâu Ánh Hào Quang trước đó. Khi đó nước mắt của Thanh Hằng cùng câu chuyện phải chịu đựng những cảnh bạo hành, bị đánh bán sống bán chết trong nhiều năm của chị đã nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả. Chị cho biết chồng mình có máu đỏ đen, cứ mỗi lần kêu ngừng đánh bài để trông con, chị lại bị đánh tới tấp. Thanh Hằng kể cùng Trấn Thành, chị trầm ngâm bày tỏ, nếu đánh trả lại chị là người vợ hỗn, mà chia tay thì chị không chịu được điều tiếng dư luận. Sau đó mọi lời cay độc đổ dồn về người chồng cũ của nghệ sĩ Thanh Hằng. Thế nhưng ít người biết, đằng sau những thông tin một chiều còn có những câu chuyện dẫn đến những mâu thuẫn và đổ vỡ hôn nhân giữa hai người. Mới đây, trả lời với một trang tin điện tử, chồng cũ nghệ sĩ Thanh Hằng cũng cho biết, giống với nghệ sĩ Duy Phương, khi chương trình phát sóng trước hàng triệu khán giả, ông đã mất ăn mất ngủ, bức xúc muốn kiện Sâu Ánh Hào Quang vì đưa thông tin một chiều thiếu kiểm chứng, khiến dư luận có cái nhìn sai lệch về ông. Những thông tin này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông, mà còn làm xáo trộn cuộc sống gia đình ông hiện tại.